Rồi, ba con đã liền lại nha, hai con xe ba này không vô điện nha, con quyết định cũng không vô điện luôn. Hàng Đức, con này là Nhật xuất Đức Bana, mà con này hát là vô rõ lắm luôn nha. 2,5 triệu, ba con 4 triệu nha. Đó, lấy ba con luôn, chiên con bao ship luôn. Rồi ba con này là liền lạc hết luôn nha, thấy là ba con này là nấm nút đầy đủ nha, không có bị thiếu gì hết nha.